khuyên anh em một điều rằng là không nên sử dụng 4060 Ti vì nó sẽ không phù hợp với lại là cái nhu cầu của anh em. Hello tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với chuyên mục là một tuần một cái PC. Tuy nhiên thì hôm nay PC chỉ là làm nền cho cái nhân vật chính của chúng ta mà thôi. Và nếu mà các bạn tin ý á, thì sẽ nhận ra được nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi, đúng không? Tên 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 tên. Chính xác, đấy là con 4060 Ti. Thì cái sản phẩm này mấy giờ gần đây thì nó gây khá là nhiều tranh cãi. Thế nên hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau đi bóc tách xem thử là nó có những cái ưu và nhược điểm gì, và chúng ta sẽ nhận xét về nó sau nha. Let's go. Rồi đây mình sẽ có phiên bản 4060 Ti đến từ nhà Asus Duo bản 8GB RAM và có overclocking luôn nha. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ cùng đi đến với cái phần ưu điểm trước. Lúc nào thì chả ưu điểm trước rồi mới tới nhược điểm, đúng không? Thì cái thứ nhất về cái ưu điểm của nó mà mình thấy nó đúng á, chính là nó có một cái mức giá cực kỳ dễ tiệm cận luôn các bạn. Mức giá từ 11 cho đến 13 triệu trải dài qua các phiên bản nha. Và cái mức giá này thì nó sẽ ngang bằng với lại là con RTX 3060 Ti ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên á, cái mà làm nó đặc biệt hơn á, là vì nó là đời mới nhất của 40 series, mà cái gì mới thì nó chả thú vị hơn, đúng không nào? Thế nên là nó sẽ có nhiều công nghệ hơn nè, từ đó nó sẽ giúp cho anh em cải thiện được cái tình trạng lag hay là giật máy các thứ đó. Rồi, điểm thứ hai mà mình thích ở nó nữa đó chính là nó có một cái ngoại hình khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Cái ngoại hình này á thì nó khoảng tầm một găng tay của mình thôi, và nó cũng ngang ngửa với lại là cái con 3060 Ti ở thời trước. Và cái đặc điểm ở cái ngoại hình nhỏ nhắn này thì có nghĩa là các bạn sẽ bỏ vừa với những cái case mà tầm trung á, nhỏ nhắn xinh xinh này, phù hợp với các bạn nào mà thích những cái case nhỏ nhắn để decor xinh xinh ở trong nhà. Thêm nữa thì em này vẫn sẽ giữ cái chân cắm là Gen 4 8 chân, hữu ích với các anh em nào mà muốn nâng cấp cạc nhưng mà không muốn phải mua adapter hay là dây nối để chuyển đổi mà vẫn có thể tận dụng bộ nguồn cũ các thứ. Đồng thời thì 8 pin nó cũng sẽ tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với 16 pin, đúng không nào? Em 4060 của chúng ta thì nó sẽ có cái GPU là AD106. Thì cái GPU này thì nó cũng sẽ tương tự so với con RTX 4070 ở trên laptop á. Và tương tự như những cái dòng ADA Play khác á, thì em này nó cũng sẽ sở hữu một vài cái công nghệ như là lõi Tensor thế hệ thứ 4 nè, Ray Tracing thế hệ thứ 3 nè, có luôn AV1 nè, OFA cũng như là DLSS3. Thì nếu mà các bạn không biết về AV1 này, OFA cũng như DLSS3 thì các bạn có thể xem lại cái video mà mình đã làm về con 4070 ở trên như này đấy. Ở cái video đó thì mình cũng đã giải thích rất là cặn kẽ về những cái công nghệ đó rồi. Và việc mà sở hữu những cái công nghệ đó thì sẽ giúp cho cái con 4060 của chúng ta nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều, mạnh hơn so với những cái phiên bản trước. Và có thể nói rằng 4060 Ti là cái cách dễ nhất và nhanh nhất mà anh em có thể với cái tay được đến DLSS3 nha. Và các bạn có biết điều đặc biệt ở cái con 4060 Ti của chúng ta khi mà nó sở hữu DLSS3 là gì không? Đó chính là nó sẽ giảm thiểu toàn bộ cái việc quá trình là bị nghẽn cổ chai giữa cái con CPU và GPU. Bởi vì những cái hình ảnh đã được cái AI xử lý hết rồi, thế nên nó sẽ không có bị nặng lên cái con CPU nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn có thể sử dụng một con chip i5 hay là i7 đời thứ 12, đời thứ 13 để các bạn đi đôi với lại con cạc 40 series của chúng ta mà không có bị cái tình trạng nghẽn cổ chai như mình nói lúc nãy đó. Và điều đặc biệt nữa ở DLSS3, nó có nghĩa là nó sẽ giúp cho anh em tăng tối đa lên gấp 4 lần cái hiệu năng của anh em. Và nếu thôi nha, nếu mà nó xảy ra tình trạng nghẽn cổ chai á, thì cái hiệu năng của nó vẫn sẽ tăng lên gấp 2 lần. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với những cái con cạc mà dòng 40 series á, thì cái tình trạng nghẽn cổ chai nó sẽ có một cái xác suất nó tí xíu vậy nè. Vậy nên là anh em yên tâm nha. Rồi nếu xét về lõi thì con này nó sẽ có ít lõi hơn con 3060 Ti nha. Nhưng mà NVIDIA nó đã bù lại bằng cách là tăng xung nhịp lên rất là nhiều. Thì 4060 Ti thì đạt 2535 MHz ở cái mức tối đa so với là 1665 MHz của 3060 Ti. Cho nên em này vẫn mạnh nha, và nhanh hơn 3060 Ti cũng là chuyện phải có rồi mà, đúng không? Thêm một cái ưu điểm nữa của cái con 4060 Ti này nữa, đó chính là nó sẽ có một cái điện năng tiêu thụ ít hơn cũng như là mát hơn so với cái con 3060 Ti cũng như là 3070. Và điện năng tiêu thụ của em này là 140W, còn của 3060 Ti là 200W và 3070 là 215W. Thì về cái độ làm mát nha, thì nói là mát vậy thôi cũng nó cũng không có chênh lệch nhiều lắm nha. Chứ còn 4060 Ti này thì nó mát hơn khoảng tầm 10 độ mà thôi. Đấy. Rồi sau khi mà kết thúc cái phần ưu điểm vừa rồi á thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần nhược điểm. Mình nghĩ rằng đây là một cái phần mà anh em chú ý nãy giờ đó, đúng không? Thì về cái nhược điểm đầu tiên nha.
Thì các bạn đã biết rồi, một cái con GPU mà nó được đánh giá mạnh á, thì nó sẽ dựa vào cái dung lượng nhớ cũng như là băng thông. Và đây các bạn thấy nè, cái con 4060 Ti ấy, nó chỉ có 8GB RAM thôi. Và cái việc này á, nó sẽ khi mà các bạn chơi ở độ phân giải 1080 này thì các bạn sẽ không thấy một cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên á, khi mà các bạn chơi lên độ phân giải 2K hay 4K thì cái vấn đề của bạn nó sẽ bự như thế này nè. Đó, thì về cái điểm này thì 4060 Ti nó sẽ không thể nào mà so sánh được với lại là con 3060 Ti cũng như là 3070. Vì khi mà sản xuất ra rồi á thì NVIDIA đã định là cho cái con 3060 Ti cũng như là 3070 nó sẽ định hướng người chơi ở cái phân khúc là tầm 2K và 4K. Còn đối với 4060 Ti á thì NVIDIA họ đã định hướng cho người chơi ở cái mức độ phân giải là 1080p rồi. Vậy nên nó sẽ có một chút so sánh khập khiễng, tuy nhiên thì thua thì vẫn cứ là thua, đúng không? Và một cái điều đặc biệt nữa đó chính là dù ở 8GB RAM hay là 16GB RAM á thì cái con 4060 Ti này nó cũng sẽ thua đến tầm khoảng 50-60% so với cái con 3060 Ti ở cái điểm băng thông bộ nhớ nha. Nếu mà anh em là những cái người dùng mà đang đợi những cái tựa game đồ họa nặng sắp ra mắt ở năm 2023 á, thì mình khuyên anh em một điều rằng là không nên sử dụng 4060 Ti vì nó sẽ không phù hợp với lại là cái nhu cầu của anh em. Mình có đọc được một cái lý do của NVIDIA đưa ra khi mà có một cái mức VRAM nghèo nàn ở trên 4060 Ti này á, có nghĩa là họ sẽ không tăng cái VRAM lên mà thay vào đó họ sẽ tăng cái bộ nhớ đệm E2 lên 16MB. Thì ví dụ trước đây ha, thì cái bộ nhớ đệm E1 á, nó sẽ xử lý data, sau đó không hết á, thì nó sẽ đẩy qua cái bộ nhớ đệm E2. Mà cái phần bộ nhớ đệm E2 này á, thì nó ít quá, thì không gian nó hẹp này, không thể nào mà chứa thêm nhiều data nữa. Sau đó thì nó lại tiếp tục đẩy qua VRAM, VRAM lại đẩy qua cái bộ nhớ đệm E2 và E1. Còn bây giờ thì NVIDIA đã quyết định tăng cái bộ nhớ đệm E2 lên rồi, thì không gian nó sẽ rộng hơn này, thì data sẽ phải ít nhảy ra VRAM hơn, kiểu đấy. Một lưu ý cho anh em như thế này là khi mà anh em sử dụng DLSS 3 thì FPS tăng thì nó cũng sẽ tăng thật. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ kéo theo cái việc là tăng độ trễ lên. Vậy nên là sẽ có một cái câu hỏi cho anh em như thế này là anh em có sẵn sàng đánh đổi để sử dụng cái công nghệ đó hay là không? Và theo như cái thu nhập cũng như là một vài cái bài kiểm tra, bài test đó, thì có thể nhìn chung thấy rằng là cái con 4060 Ti của chúng ta nó cũng sẽ hơn con RTX 3060 Ti khoảng tầm 15-17% và ngang ngửa so với con 3070 khi mà chơi game ở cái độ phân giải là 1080p. Nhưng mà khi mà chơi game ở cái độ phân giải là 2K thì nó sẽ bị thụt lùi so với con 3070, và khi mà so với lại con 3060 Ti á thì nó cũng vẫn sẽ bị thụt lùi khoảng tầm 10% nữa. Để mà nói rằng cái con 4060 Ti này có mạnh hơn 3060 Ti không á thì mình không dám khẳng định là có. Nhưng mà các bạn có thể nhận thấy rằng là cái sự thay đổi giữa cái con 4060 Ti và cái con 3060 Ti nó không có sự thay đổi quá là nhiều, đúng không? Nó không phải khiến chúng ta kiểu wow lên như cái việc mà 3060 Ti đã từng làm với cái con 2060 Super. Vậy nên cái việc này đối với những cái người yêu công nghệ như mình và các bạn thì cảm thấy nó khá là hụt hẫng, đúng không? Thì nói chung thì cái con 4060 Ti này cũng như kiểu cũng được xem như là sự kết hợp giữa con 3060 Ti với lại là con 3070 và cái món quà đi kèm là cái DLSS 3 mà thôi. Về cái việc gaming thì mình đánh giá như vậy thôi. Còn đối với đồ họa thì giữa cái con 4060 Ti này và cái con 3060 Ti thì nó cũng sẽ không có sự chênh lệch quá là nhiều. Đó, đây là cái, đó là những cái phân tích giữa của mình về cái con 4060 Ti này, kể cả ưu điểm cũng như là nhược điểm thì các bạn thấy như thế nào nào. Rồi, nói như vậy thôi thì mình sẽ đến với những cái linh kiện ở trong bộ PC của chúng ta ngày hôm nay nha. Tại đây mình sẽ sử dụng cái con chip tầm trung thôi, là cái con i5-13400 á, để các bạn có thể thấy được là cái tình trạng nghẽn cổ chai giữa hai cái linh kiện này là không có, hầu như là không có nha. Và những cái linh kiện khác thì mình sẽ để các bạn như thế này. Và để các bạn có thể nhận thấy được cái hiệu năng chơi game của em này nó như thế nào á, thì mình sẽ tiến hành chơi một bản tựa game sau đây. Đi thôi.
Nếu các bạn thấy video này hay á, thì các bạn hãy cho mình một like, subscribe cũng là nhấn chuông đăng ký phía bên dưới để nhận ngay các thông báo về các video cực hot của Mayan Technology nha. Và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.